Các em nhìn ở cái toàn bộ văn lỗi này, nhìn hơi dài, đây mới có 6 cái đã dài này rồi. Nếu như mà có khoảng 100 cái viên nào cái này được không các em? 100 cái các con kỳ chết. Chết đúng không? Đấy. Để tránh trường hợp như thế, chúng ta dùng cách khác, đó là dùng vòng nạp. Duyệt hết cả con trôn trên form trong kiểm tra. Mình sẽ không có phụ thuộc, là không quan tâm là sẽ có bao nhiêu con trôn, cứ thêm là test thôi. Lúc này viết vào phương thức kiểm tra đã khác nhá, các con nhớ đấy không phải nhá. Đấy. Và cái cách duyệt con trôn này không phải chỉ áp dụng đến văn lỗi, mà về sau các em có những trường hợp mà mình xét tất cả các con trôn, tất cả cách bóc là màu vàng này, hay là nó đổi thành màu đỏ này, hoặc là cái tết của nó bằng cái gì muốn dùng bằng lại thì các em dùng dạng này. Có đơn giản nhất là có cái chức năng như kiểu là mình xóa nhập lại, nên là nhập lại có nghĩa là các em nhập hết vào 6 cái tích bóc này rồi, khi nút nhập lại xóa tất cả về rỗng hả. Đấy, nếu như các em gắn cũng phải gắn mất 6 dòng đúng không, còn kia sẽ mất khoảng 2 dòng thôi. Đấy, như này các em ghi là duyệt các control này. Đấy, các em cũng có event này, full này, ra giá trị này, chị mới này, còn này cái new nữa. Lần trước dùng trường hợp thấu này, chúng ta gắn từng tích bóc một, còn bây giờ chúng ta không dùng kiểu đấy nữa, mà các em dùng vòng nạp, dùng vòng o này. Trước khi về control, các em nhìn lại cái form này, ở bên ngoài cùng là cái phần to nhất, phần chung như một cái ngôi nhà. Trong ngôi nhà thì có các căn phòng, đây giả sử có hai phòng, phòng 1, phòng 2 này. Trong phòng có các đồ đạc là cái label tích bóc này. Để truy cập được đến cái label tích bóc, nó là cấp trong cùng, thì các em đi từ cái nhà này sau đến phòng này, trong phòng cho có cái bên trong nữa. Đấy, chính vì thế mà để lấy tích bóc thì các em phải duyệt cái con của cái group bóc này. Bây giờ đặt tên cho group bóc này code cho dễ. Đây. Group box nó là GLP, GLP là phương trình 1 này, ET1 này. Đây. GLP AP D2. Và rồi các để ý này. Cái form nào mà control to nhất và trong này nó có các phần bên trong được gọi là control con, tức là con của nó này. Thế còn thằng tích bóc lên bờ bên trong group box này coi như là cháu của cái form. Đấy, bên ngoài là ông này, bên trong đây là group box coi như cha, cha con thì cháu bên trong. Đấy, từ thằng cha này không thể ngay trước gọn hơn đến cháu này được, mà phải thông qua group này coi như bố với cha đấy, ông này xong đến cha này. Đấy không, em có phân cấp bên ngoài thôi. Nhiều bây giờ em ở tòa nhà nhé, và tòa nhà này, trong tòa nhà có các căn phòng, chỉ muốn vào tòa trong phòng em đầu tiên đi tòa nhà này, xong đi vào trong phòng không, trong phòng em mới lấy được cái đồ đạc. Không tự nhiên từ bên tòa nhà bên ngoài nó còn phải cái tường bao vây ngoài, không thể nhiên họ tay em phát ở trong phòng được. Được chưa? Đấy, vì thế trong chi tác nó trợ sẵn cái hàm kiểm tra này, rồi trong GLP phần 1 này chấm có không có một cái thuộc tính, đó là header children. Children là gì các? Còn header là gì? Header children nghĩa là gì? Có con đấy, kiểm tra xem có con hay không. Đấy, cứ dịch tiếng Anh đang zip này, zip là cái gì nhỉ? Đấy, zip thế, zip là cái form hiện tại, zip hay chứ là kiểm tra xem cái hiện tại này thằng là ông ấy có con cháu hay không. Đấy, đầu tiên đơn giản nhất là chúng ta giờ phải có group box, các em duyệt này, có x này, có x còn nhớ không các em? Có x này, tab hai lần này, new này, lỗi này, còn nó không cho có x là true. Đấy, for x này. Và lúc này các em duyệt này, tất cả những cái mà label tick box hay group box này, for này, đều có chung một cái tên gọi, đó là các em nhìn phần này này, nó gọi là control. Tất cả là control hết. Chính vì vậy mà lúc này cái va kiểu dữ liệu các em điền là control. Đấy, control này, điều khiển này. Đấy, item các em đặt tên control viết tắt của CTR này, control A, control V này, cái này gọi trước này copy paste này, điều khiển này.
chỗ condition là tập hợp, tôi được lấy trong đâu, các em là g đó p này, lấy trong từng group 1 nó là p p 1 này chấm control đấy, có nghĩa là lấy tất cả các control con của cái thằng group box phương trình 1 này, còn cái này là cái biến duyệt đấy. Với mỗi một control này các em kiểm tra cho nó thuộc loại nào, control này có thể là text box này, có thể là neighbor này, có thể group box này, vân vân đấy. Để kiểm tra duyệt là cái gì, các em kiểm tra ở này, hãy dùng if bình thường, if này ctr này, kiểm tra là text box là y text box này đấy, hoàn toàn có cái toán y hơi nạ đúng không, mỗi khi toàn dùng bằng mới lớn hơn nhỏ hơn y là nạ thôi mà tiếng Anh thôi, control y text box tức là nó control text box này. Thì các em lấy cái thuộc tính text của nó ra hoặc là ép kiểu, lần trước có casting không, anh hơi bảo hay kiểu này hay dùng ép control, thì các em dùng cái ép kiểu này hoặc là ép text là lấy text không bằng text box ép kiểu trước này đấy, lúc này cái text thành text box rồi và thao tác text bình thường của tính text các thứ cũng đủ hết này, chấm text này ra bình thường đấy. Bây giờ các em chỉ cần kiểm tra thôi, if này txt này chấm text này bằng rỗng thì các em cộng một cái chuỗi lỗi như phần trên này, này phần trên và phần dưới này. Thì bắt lỗi trận đâu rồi, đây này đóng đây. Đây các em kiểm tra thay một cái chuỗi lỗi này như bên trên, như bên trên ta duyệt từng kiểm tra ABC đúng không, còn bây giờ không cần quan tâm ABC, cứ kiểm tra là tích bác thì các em cộng vào đây, nếu bằng rỗng không thì em kiểm tra này error này, còn nhầm này. Đây cho một biến trong cục bên ngoài này nó sinh error này cộng bằng với lại cái lỗi cho. Lúc này kiểm tra tích bóc nào các em dùng txt chấm lên, nó là cái tên rồi đấy. Muốn xuống dòng các em dùng cộng thêm cái sổ ngược n bên ngoài này. Đấy. Đây bắt cho một cái là group phương trình 1 thôi. Tương tự phương trình 2 các em được copy paste phương trình 2. Đấy. Nhưng nếu như vậy chúng ta sẽ thấy là nặng rất nhiều đúng không? Để tránh trường hợp nặng nên là nhiều nếu chúng ta có thuật toán gì nhỉ? Không, tức là thuật toán là để kiểm tra những cái giống nhau ấy. Nhiều tính sai thừa này thì người ta có thuật toán gì tính xác đệ quy, cái này chúng ta dùng đệ quy đấy. Đây thì viết đề mô trường hợp chưa đệ quy nhá, rồi sẽ chuyển sang đệ quy đấy, chuyển sang đệ quy thì lúc này chúng ta sẽ truyền vào control, tất cả các điều này là group box này hay là form hay là text box này mở đều là control hết, các em truyền biến đầu vào là control, nó kiểm tra nó đệ quy như thế nào, các em có nhìn biết được cái bộ web page này void này đều control nhé. Các em truyền vào kiểu nó control này. Đấy, nghe gì được em? Chủ của các em là CTR là input này. Đấy. Và trong này các em kiểm tra lỗi hay không? Chính Edo copy bên trên này này. Để tí mình sửa xong vấn đề ra. Lúc này duyệt control như xong. Đó, cái này. Các em coi như cái CT input này giống như cái group box này, các em sẽ mình không? For x này. For x này. Tab này. Chỗ này là control bình thường này. Cũng control này. Nên chỗ này phải condition là control input này. Như này không chơi được mà phải chấm control thì nó mới ra cái control bên trong đấy. Rồi. Bên chỗ dưới này kiểm tra xem nào nó có control hay không ấy, thì các em có cái này. Ở chỗ này không để quy nên chỉ có một cái text box y thôi. Còn trường hợp này chúng ta có hai phần. Một là thuật toán để quy các em nhớ như nào nhỉ? Nếu như nó giống cái tình trình trước thì nạp tiếp đúng không? Nhưng để quy phải có một cái điều kiện để dừng để quy, nếu không nó cứ để quy vô hạn thì chương trình tiếp theo. Đấy. Và điều kiện của nó dạng như này. If như mà control nhé. Đầu tiên kiểm tra là text box trước á, mình bắt text box à. Y text box này. Đấy thì các em làm việc với text box này. Đấy. Còn trường hợp để quy tiếp theo ấy, để gọi để quy này. Để quy cũng chỉ điều kiện để dừng ấy. Thì các em kiểm tra dùng cái gì cũng bảo cái có con là gì nhỉ?
chính là ct.hezchi đúng không? Thế nhiều có con thì các em phải gọi cái dịch control này để quy này. Đấy. Control input này là cái gì nhỉ? Truyền vào cái gì để ra để quy? Có phải truyền vào control input không? Truyền cho dịch control con này. Phải là ctr đúng không? Để quy mà. Để quy cho cái thằng con kiểu cái n dây thừa này. Có phải n nhân n thừa bằng n nhân dây thừa của n trừ 1 đúng không? Cứ thế nó để quy. Ở đây thế các em dịch control của cái là ctr, không phải là cái input nhé, input đầu vào thằng cha thôi. Ở đây phải là thằng con để ctr để gọi tiếp. Đấy. Nếu như mà cái nào không có con thì sẽ dừng lại để quy kết thúc được quay ngược lên trên. Đúng không? Tất nhiên không thể nào có con được, bởi cái tick box hay cái name bờ nó không có con nữa. Nếu gọi là cái ngắn cuối cùng rồi, nó sẽ dừng lại, nó quay ngược lên trên. Nói tiếp cho cái kiểm kiểm tra này. Nếu như mà em phải tick đi. Em phải tick box này. Bằng em kiểu đây. Tick box này của cái ctr. Intt này, chấm tách này, mà bằng rộng. Ở đây các em phải cộng vào cái chuỗi toàn cục. Đây. Lúc này cái biến arrow các em phải để là toàn cục mới được, đúng không? Bởi vì các em để quy mà. Đấy, để quy này các em để cái này đây, đưa ra ngoài. Xin rồi. Rộng. Và chỗ này các em không cần đây nữa. Được chưa? Anh viết hết thì anh hướng dẫn xong. Chỗ này nó bằng rõ thì các em thông báo vào xin arrow này. Rồi, bằng cho cộng với cái tên của nó tt này. Chấm lên. Để nó cái control nào ấy. Nhưng cái này chưa phải hay. Năn nữa chúng ta dùng một cái khác để lưu cái thông tin kiểu textbox A hay textbox B, số A số B bằng một cái là thuộc tính trên là tag. Để năn đây hướng dẫn giờ cứ dùng tên chỗ đó nhé. Và chỗ này có một công nghệ không cần begin, ok. Bỏ đi. Cho nó ngắn ra. Đấy. Và chỗ này để quy này. Kiểm tra thì lưu này chúng ta không có cái này nữa. Mà các em truyền từ cái form cha. Đấy. Truyền form cha là tất cả cái form bên ngoài cùng này, nó ngoài cùng nó tới tên là zip đúng không? Chính vì thế các em sẽ ghi là dưới control này. Truyền vào này, đây là control input này, các em truyền đến tấn hiện zip vào. Đấy, mũi zip được không? Đừng ngạc nhiên nhá. Zip là chính là cái form hiện tại đấy. Và các em muốn truyền cho mỗi cái control groupbox không, các em truyền groupbox P1 vào. Tức là thằng này là gốc này. Như một cái cây nhá, các em tưởng tượng về cái gốc của cây phải là zip. Còn trên những cái cành to nhỉ, như trường hợp có hai cành to các em truyền vào GLP1, nếu truyền từ gốc các em truyền vào là zip. Đấy, truyền zip xong này, trước khi truyền zip các em cho arrow này bằng rõ lên. Đấy, sau khi gọi cái từ control thì cái arrow sẽ bị thay đổi đúng không? Đây này, xong này các em kiểm tra bên kia. Đấy. Rồi. Và chỗ này các em kiểm tra giá trị của hàm mới new lỗi nhập này new cho phân biệt nhá. Các em thấy gì không? Đây này, bạn sẽ nhập cho giá trị cho ttb2 đúng không? Cho ta1. Các em nhìn xấu không? Mình muốn hiển thị là số A số B không phải tuyến tên số A B đúng không? Người ta chẳng hiểu gì cả. Chính vì thế mà chúng ta phải dùng các thuộc tính khác để lưu được chữ cái này. Đây. Từ sửa cái chỗ thông báo cho xuống dòng nó đẹp nhé. Đây. Đầu tiên xuống dòng cho thêm một cái sửa ngược nợ nhé. Thay vì các em dùng nên này, các em phải dùng cái thuộc tính khác để lưu được số A số B với tiếng Việt được. Lúc này chúng ta dùng thuộc tính khác của textbox, các em nhìn này. Lần trước có một người hỏi để thực hành. Đây. Ngay gần cái tag này, ở trên cái tag đó là tag. Cái lưu tin được đây là số A đúng không? Khi tính cái vòng. Số A này. Đấy. Thì cái tab này nó sẽ lưu các thông tin về cái kiểu control nó giống nhau nhưng để đánh dấu ấy. Đây này. User design này, cái cách của ngân ở tag. Các định nghĩa một cái thôi. Cái tab này số A này, tương tự số B đúng không? Các định nghĩa tab vào. Số A này.
số B hoặc B1 đi. Đang ghi thẳng vào C1 được. Số C1 đi. Đấy, demo vài cái nhá, sẽ là các em xem có gì khác không. À chưa được. Ở trong này phải sửa chỗ này đó. Đấy. Chỗ này chúng ta không cộng với nên mà các em cộng với tab đúng không? Đấy, text và tab này. Text thì không phải đăng nhập, không có gì, các em phải dùng tab. Em đánh dấu cho ba cái bên này đúng không? Và hay đi. Giờ các em nhìn này, số C1 này, số B1, số A nó khác lần trước, T, T, A khó nhìn. Cái hoàn toàn các em ghi tùy ý thích của mình. Đấy. Và chỗ này hình như có thể giãn hơn. Đấy. Tam có, tam tây có, cho nên cũng được. Rồi giờ các em biết anh hàm nhận này. Để kéo chỗ đoạn nữa. Xem. Cái lúc mà kiểm tra chị New đã đây. Không kiểm tra lúc vào cái button gọi nghe không biết thế. Em thì đổi ra mà đây. Button New. Đây được. Vẫn như thế kia. Đấy. Cái này là minh họa trường hợp là mình dùng for x. Còn trường hợp khác, chẳng hạn như giờ các em đổi hết, xóa hết cái text box này đi. Thêm một cái nút nhập lại nhá. Xem. Giờ tí cứ để nó nè. Xem tác dụng làm gì nhá. Giữ cái nút là nhập lại này. Xem tác dụng hỏi làm gì nhỉ? Nhập lại có nghĩa là mình xóa hết các tích bóc này đi, về trắng hoặc về số 0. Đấy. Đây tên là nhập lại. Nếu như dùng hỏi thì chứ phải là các em phải gắn từng tích bóc một không? Đấy. Nếu hỏi thì phải gắn TTA này, chấm tích này, bằng rỗng này, xong TTA2 này, chấm tích này, bằng rỗng đúng không? Đấy. Nó rất là mệt, là có 100 cái các nguồn mà gõ này chắc là chết. Thay thế thì các em dùng cái duyệt trên trên này đấy. Đấy, copy cái phương thức bên trên này ra. Đây, đây từ control này. Đấy. Và lúc này chúng ta áp dụng như sau. Đấy. Lúc này không phải kiểm tra bạn chưa nhập text box hay là chi nữa. Lúc này các em gọi là nhập lại nhé. Text box nhé, dụng cả tên này. Nếu lúc này các em chỉ cần kiểm tra thôi. Nếu control text box này không cần ép kiểu nhá, là rất ngắn gọn. Đấy. Muốn xóa trắng không? Các em cần là CT rồi này, chấm text. Các em cắm bằng rỗng hoặc khi ghi sai về không không cho bằng không. Đấy. Chỗ này dưới control chỗ này phải nhập lại đúng không? Để quy thằng này nhá, đừng bóc thằng kia chỗ này khỏi đấy. Nhập lại này. Nếu nó có con này tiếp tục nhập lại text box này gọi thằng kia vào. Đấy. Và chỗ này các em không phải gắn từng cái một khổ sở nữa. Đây nói một chút liên quan đến cái này, đó là trong sinh tháp hỗ trợ gắn kết nhiều, các em phải có nhiều cái như này được. Nếu cá sẽ hiện khi cá này, tầm tay này, tầm tay này, bằng C, C, B, tầm tay này. Đây là trường hợp gắn kết nhiều, các em gắn dài là được hết. Nó sẽ gắn từ bên phải sang bên trái. Đấy, nhưng làm này rất là mệt thôi, chỉ thích vào. Chúng ta cần thì cần nhập lại text box này, truyền vào thằng zip. Đấy, và thằng tức này nó sẽ test được không. Đây xem xem này. Được chưa? Nhập lại này. Thế không hết chưa? Đấy. Rất là nhài đúng không? Và nếu dạng như này, các em có 1.000 cái inbox hay bao nhiêu thì inbox không quan tâm. Cứ gọi một cái phương thức này là nó tức về không, về các số khác. Hoặc là các em thể đổi cái màu cho nó. Đây, trường hợp khác là đổi màu này. Chấm back color này. Bằng color này. Chấm màu gì nhỉ? Màu vàng nhá. Giữ đổi màu này. Các em đổi màu này. Đấy. Thấy chưa? Đổi hết màu. Ví dụ mình muốn chỉ đổi cho tích bóc thằng các em nhốt vào tích bóc. Đấy. Nếu control thì tích bóc này thì các em thứ nhất là gắn tích về không này, các em đổi màu nền cho nó về xin đâu. Lần trước vàng hết không, bây giờ chỉ vàng tích bóc thôi. Đấy. Đấy. Các trường hợp khác ứng dụng nữa thì có ích làm rất là nhàn, nhiều việc mình làm nó không mất vất vả nữa.